Trấn Thành trẻ chút điệu đà thì Su Cà Na ăn mặc giản dị lại được khen hết lời. Kim Luân stylist cho bà xã. Trai nghèo hèn phèn chắn nên đâu dám thương ai. Anh biết em thương ai mà anh thấy em bên ai mà. Người hâm mộ được hòa vào không khí nô nức của buổi ra mắt phim. Khán giả không chỉ chú ý vào dàn khách mời toàn là mỹ nam mỹ nữ, là các ca sĩ, người mẫu, diễn viên nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt, mà sự kiện còn xuất hiện điểm lạ thú vị của một nhân vật chính là diễn viên Trấn Thành. Tại sự kiện, người hâm mộ chú ý vào vẻ ngoài của nam diễn viên vô cùng cuốn hút. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Trấn Thành nhận cơn mưa lời khen từ khán giả vì xuất hiện quá phong độ và đẹp trai. Cụ thể, ông xã Harry Won không còn ăn mặc quá trường ra, anh chọn cho mình một bộ suit dáng rộng màu đen vô cùng lịch lãm. Kiểu tóc của nam diễn viên bố già cũng được chú ý khi cắt gọn và vuốt đơn giản. Tuy ăn vận khá đơn giản, nhưng đa số mọi người cho rằng phong cách và kiểu tóc này rất hợp với anh. Không chỉ lựa chọn trang phục hợp lý, mọi người đều phỏng đoán cơ thể của Trấn Thành đã giảm cân, bởi tổng thể anh cân đối và chuẩn dáng hơn những lần xuất hiện trước. Nhiều khán giả bình luận trên mạng xã hội rằng phải chăng nam MC đã chăm chỉ tập luyện để có được sự xuất hiện lộng lẫy như vậy. Tuy được khen ngợi hết lời trong lần này, nhưng thường ngày nam diễn viên vẫn chải chuốt và chỉnh chu cho mỗi lần xuất hiện. Tuy vậy, Trấn Thành cũng không ít lần phải nhận lấy cái kết Su Cà Na trước công chúng. Nhắc đến những khoảnh khắc Trấn Thành đầu tư cho bản thân nhưng lại nhận được cái kết kém may mắn thì không ít. Trước đó trong chương trình Rap Việt do anh là MC, khán giả từng một phen hoảng hốt vì màn biến hóa quá bất ngờ. Anh để cho mình mái tóc dài uốn xoăn và thêm trim mép, đôi lúc Trấn Thành vuốt lên để trải nghiệm phong cách mới. Tuy nhiên, khán giả cho rằng ông xã Harry Won không phù hợp lắm với phong cách này. Với mục đích theo đuổi hình tượng lãng tử phong trần, nhưng Trấn Thành lại nhận cái kết đắng khi mất điểm trước công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng anh trở nên yếu đuối và già dặn hơn vẻ ngoài thường thấy. Ngay lập tức, nhiều người đã vào bình luận, mong nam diễn viên đừng níu kéo phong cách này mà hãy trở về những gì hợp với mình nhất. Sau nhiều lần tiếp thu ý kiến của khán giả, Trấn Thành đã từ bỏ mái tóc dài xoăn tít để trở về kiểu tóc đen quen thuộc thường thấy. Ngay lập tức, anh nhận được nhiều sự ủng hộ với hình ảnh như cũ. Tuy vậy, bản thân nam nghệ sĩ cũng muốn thử thách mình trong lần xuất hiện đặc biệt này và cuối cùng anh đã nhận được nhiều lời khen có cánh của người hâm mộ. Bên cạnh đó, Trấn Thành nổi tiếng với khả năng chiêm mạnh tay cho các mẫu trang phục hàng hiệu. Anh còn được ngưỡng mộ bởi gu thời trang sành điệu, liên tục đổi mới với khả năng cập nhật, phối đồ hợp xu hướng. Ông xã Harry Won từng chia sẻ với khán giả rằng, với tôi, nghệ sĩ hài mang đến tiếng cười cho khán giả qua tư duy và diễn xuất của họ, chứ không nhất thiết phải qua ngoại hình. Tôi vẫn muốn mình trông đẹp đẽ nhất có thể trước mắt công chúng. Tôi rất thích hình ảnh của một nghệ sĩ, dù diễn hài nhưng vẫn phải văn minh, đẹp đẽ và sang trọng. Với khả năng kiếm tiền khủng, Trấn Thành vì thế không tiếc tiền đầu tư về khoảng thời trang cho mình. Anh có sở thích mua sắm đồ hiệu từ các thương hiệu nổi tiếng xa xỉ trên thế giới như Gucci, Dolce & Gabbana, Christian Louboutin, Balenciaga, Alexander McQueen. Với tất cả các món đồ đều có giá trị từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, ông xã Harry Won có niềm đam mê lớn với giày và nước hoa. Anh thường cho biết mình hiện sở hữu hơn 300 đôi giày và hơn 200 chai nước hoa. Do đặc thù công việc, Trấn Thành gắn liền với trang phục lịch lãm như vest, suit, cài áo, đồng hồ để tạo điểm nhấn nổi bật cho set đồ. Chưa kể giờ đây Trấn Thành cùng bà xã Harry Won còn được xem là một trong những cặp vợ chồng có gu thời trang đẹp bậc nhất showbiz Việt. Nam MC là người đã lên ý tưởng và lựa chọn, tư vấn trang phục cho vợ, giúp cô thăng hạng nhan sắc trong những năm qua. Cả hai cũng luôn chiếm cảm thịnh công chúng với những bộ trang phục đồng điệu được phối cẩn thận, chỉnh chu trong mỗi lần xuất hiện cùng nhau. Mỗi lần quay trở lại với những dự án mới, Trấn Thành đều ghi dấu ấn của bản thân nơi khán giả. Cộng đồng mạng hy vọng anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.